Dùng máy sấy tóc chữa được 7 loại bệnh hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào mà ít ai biết. Nếu trước giờ bạn chỉ dùng máy sấy tóc để sấy khô, thì thực sự đã lãng phí một công cụ chữa bệnh thần kỳ rồi đấy. 7 loại bệnh sau sẽ khỏi bay chỉ với một chiếc máy sấy, bạn đã biết chưa? Thứ nhất là nước cụt. Về cơ bản, nước cụt không nguy hiểm, nhưng nó khiến bạn cảm thấy khó chịu vì không biết đến lúc nào mới hết. Nếu đã thử đủ mẹo dân gian nhưng vẫn không đẩy lùi được nước cụt, hãy thử dùng máy sấy phả hơi ấm vào vùng dạ dày của bạn. Sau khoảng 10 phút, cơn nước cụt sẽ dần dịu đi và biến mất rất thần kỳ. Thứ hai, chuột rút. Dùng máy sấy thổi vào vùng bị chuột rút, sau khoảng hơn 10 phút, cơn đau sẽ giảm dần và bạn sẽ cảm nhận được cơ bắp thư giãn và thoải mái hơn. Thứ ba, nghẹt mũi. Mỗi khi nghẹt mũi, bạn hãy đặt máy sấy tóc cách mũi khoảng 10cm và thổi luồng hơi ấm vào xung quanh mũi khoảng 5-8 phút. Sẽ giúp làm tăng và duy trì sự tuần hoàn máu, thông mũi nhanh chóng đến kinh ngạc. Thứ tư, đau cổ. Khi bạn ngủ sai tư thế sẽ rất dễ gặp phải cơn đau cổ khó chịu. Hãy tìm ngay một chiếc máy sấy và sấy vào vùng cổ. Hơi nóng của máy sấy có vai trò massage vùng cổ, giúp bạn cảm thấy cơn đau được dịu đi và cơ thể cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thứ năm, đau nhức người. Hãy dùng máy sấy tóc thổi dọc theo các vùng bị đau cho đến khi phần da cục bộ nóng lên, xuất hiện ban đỏ thì dừng. Thực hiện liên tục từ 1 đến 2 lần một ngày, tình trạng đau nhức cơ thể sẽ được cải thiện đáng kể, đôi khi còn rõ rệt hơn cả dùng thuốc giảm đau. Thứ 6, đầy hơi, trướng bụng và khó tiêu. Cách loại bỏ cơn đầy bụng khó chịu rất đơn giản, dùng máy sấy thổi luồng hơi ấm vào vùng rốn theo chuyển động hình tròn, sau 3 đến 5 phút, bạn sẽ nhận thấy bụng giảm trướng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thứ 7, tê bàn tay. Máy sấy tóc sẽ tạm thời làm giảm cảm giác tê ở bàn tay. Dùng máy sấy tóc hơ hai bàn tay và hai bàn chân, các mạch máu sẽ giãn ra, tăng tuần hoàn máu đến các chi, cảm giác tê sẽ giảm nhanh. Cách chữa bệnh bằng máy sấy tóc vẫn còn rất xa lạ với nhiều người. Hãy chia sẻ cho người thân tận dụng ngay công dụng kỳ diệu của máy sấy tóc.